Ngày 3 tháng 4, chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thực hiện 5 quyết tâm, 5 bảo đảm và 5 đẩy mạnh, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5% trong năm 2024. Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu và giải đáp của các bộ ngành, kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 10 mặt được trong phát triển kinh tế xã hội thời gian qua, đồng thời chỉ rõ 5 tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đồng thời quán triệt quan điểm chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội thời gian tới. Thủ tướng yêu cầu thực hiện cao nhất, tốt nhất, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2024 với tinh thần 5 quyết tâm, 5 bảo đảm và 5 đẩy mạnh. Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành địa phương, Thủ tướng tin tưởng và yêu cầu các bộ ngành địa phương nắm chắc tình hình, phản ứng chính sách kịp thời, đoàn kết nhất trí, tích cực chủ động giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, điều hành quyết liệt, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5% trong năm 2024. Thông tin từ phiên họp về tình hình kết quả phát triển kinh tế xã hội quý 1 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm quý 2 năm 2024 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vừa qua. Quý 1 năm 2024, tổng sản phẩm trên địa bàn GDP của Thành phố Hồ Chí Minh tăng 6,54% so với cùng kỳ năm 2023. Tất cả khu vực kinh tế, các ngành dịch vụ đều có mức tăng trưởng dương so với cùng kỳ. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tổng sản phẩm trên địa bàn GDP quý 1 năm 2024 ước đạt hơn 406.000 tỷ đồng, tăng 6,54% so với cùng kỳ năm 2023. Trừ khu vực nông lâm thủy sản tăng nhẹ 0,85%, các khu vực công nghiệp xây dựng dịch vụ đều tăng từ 5 đến 7%. Tất cả các ngành dịch vụ đều có mức tăng trưởng dương so với cùng kỳ. Tăng cao nhất là ngành vận tải kho bãi tăng 16,24%, dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 6,92%, dịch vụ hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ tăng 6,24%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 270.000 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ. Trong giỏ hàng gia vị thế giới, hạt tiêu chiếm tỷ trọng lớn, có vai trò quan trọng trong văn hóa ẩm thực. Đặc biệt, sản phẩm hạt tiêu được đẩy mạnh chế biến trong dược phẩm, mỹ phẩm và chăm sóc sức khỏe. Quy mô thị trường hồ tiêu được định giá 5,43 tỷ đô la Mỹ, dự báo tăng trưởng trung bình hơn 20% trong giai đoạn 2024-2032. Theo các chuyên gia, dự báo nhu cầu hạt tiêu, đặc biệt với sản phẩm cao cấp từ thị trường thế giới ngày càng tăng. Người tiêu dùng sẵn sàng trả giá cao cho hạt tiêu chất lượng cao. Đây là một trong những lợi thế lớn của hồ tiêu Việt Nam khi xây dựng vùng nguyên liệu bền vững, đảm bảo các yêu cầu xuất khẩu. Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tính đa dạng sinh học cao với nhiều loại cây trồng có giá trị. Trong đó, hồ tiêu và cây gia vị đã góp phần không nhỏ vào GDP quốc gia, cải thiện sinh kế nông hộ và định vị thương hiệu Việt Nam trên thị trường thế giới. Cụ thể, Việt Nam đứng đầu thế giới về sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu trong hơn 20 năm qua. Hồ tiêu và gia vị của Việt Nam hiện đã xuất khẩu đi hơn 125 quốc gia và vùng lãnh thổ, đứng thứ 3 về xuất khẩu gia vị toàn cầu và chiếm lĩnh nhiều thị trường quan trọng. Cái ngành hồ tiêu mà bền vững được thì nó sẽ là cái bệ đỡ để cho mà giúp cho chúng ta mở rộng thêm các cái cây gia vị khác. Mà hiện nay các doanh nghiệp cũng đang làm rất nhiều như là cây quế, cây hồi hay cây ớt. Thì đây là những cái cây gia vị mà cũng có tiềm năng trong thời gian tới mà chúng ta cũng rất cần cái sự đồng lòng của cả ngành gia vị nói chung. Mà trong đó thì cây tiêu vẫn là cái cây xương sống. Về vấn đề giảm phát thải, Việt Nam cam kết cắt giảm 30% trong năm 2030 và về net zero vào năm 2050. Do đó, ngành hồ tiêu cần có sự chuẩn bị trước, bao gồm sắp xếp hoạt động nhà máy và vườn trồng trong chuỗi bền vững để vừa bảo đảm việc tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu quy định mà chính phủ đang trong quá trình xây dựng, cũng như giúp đem lại thêm thu nhập cho người dân nếu sản phẩm đạt chứng chỉ. Tính bền vững và toàn diện là hai trụ cột của ngành hồ tiêu trong giai đoạn tới. Trong đó, vai trò của doanh nghiệp rất quan trọng trong việc đào tạo, tập huấn cho người nông dân sản xuất bền vững, đào tạo để nông dân không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất trong sản xuất. Cái sản phẩm xanh nó rất là quan trọng, và đặc biệt là sản phẩm nông nghiệp và những sản phẩm ăn trực tiếp thực phẩm
ăn trực tiếp và chế biến trực tiếp thì chúng em luôn luôn chú trọng về việc an toàn thực phẩm, về nhà máy, về quy trình sản xuất đều được cleaning, tức là mọi cái đều sạch sẽ và cái sản phẩm đầu vào của sản phẩm chúng em có cái kiểm định chất lượng và giấy healthy certificate rất là đầy đủ cho tất cả sản phẩm. Bây giờ thì cái sản phẩm của chúng tôi thì nó vẫn còn đang hạn chế ở cái mẫu mã và chúng tôi đang để dạng thủ công, nó cũng chưa được bắt mắt lắm, nhưng mà với cái ưu tín sản phẩm vì cái chất lượng sản phẩm ấy đã ra thị trường lâu năm rồi, năm nay ra khoảng độ 19-20 năm rồi, cho nên là với thị trường trong nước và người ta cũng đi mua để mang đi nước ngoài làm quà thì là cũng khá được đông đảo khách hàng. Tới đây chúng tôi có cái định hướng là sẽ nâng cấp tiêu chuẩn sản phẩm để giá trị sản phẩm nó sẽ cao hơn nhiều so với hiện tại. Theo số liệu từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, năm 2023, Việt Nam là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất cho Hoa Kỳ trong năm 2023. Lượng đạt 53,3 nghìn tấn, trị giá hơn 234 triệu USD. Thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ từ thế giới tăng từ 73,85% trong năm 2022 lên 77,23% trong năm 2023. Do đó, duy trì phát triển bền vững ngành hồ tiêu trong thời gian tới sẽ mang lại lợi thế cho Việt Nam cả về chất lượng và số lượng. Ngày 3 tháng 4 tại Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức lễ kỷ niệm một năm hợp tác giữa Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp và TikTok Việt Nam, hành trình nâng tầm nông sản Việt. Theo đại diện Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp Việt Nam cho biết, sáng kiến chợ phiên OCOP nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa hai bên đã thành công mang sản phẩm OCOP cùng nông đặc sản địa phương quảng bá đến đông đảo cộng đồng trên tính năng thương mại điện tử TikTok Shop. Trong một năm triển khai, chương trình đã đi qua 38 tỉnh, thành từ Bắc vào Nam như Bắc Cạn, Sơn La, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Cà Mau. Các chiến dịch chợ phiên OCOP đã góp phần mang lại những tác động tích cực đối với kinh tế địa phương và ngành nông nghiệp. Có thể nói là sau một năm nhìn lại thì chúng tôi thấy được rằng là cái chương trình phối hợp giữa TikTok Việt Nam và Trung tâm Xúc tiến Thương mại để hỗ trợ cho các chủ thể OCOP cũng như các nhà bán hàng KOL, KOC đã đạt được một số kết quả bước đầu rất là khả quan. Sau hơn một năm, chúng tôi đã tổ chức triển khai ở trên 38 địa phương, tổ chức trên 800 cái phiên live stream và đặc biệt là cái doanh thu trực tiếp tại các cái phiên đó cũng lên tới trên 100 tỷ. Có thể nói là con số này so với tổng doanh số thương mại chung của các sản phẩm OCOP thì không phải quá lớn. Tuy nhiên, nó chỉ là cái giá trị bán được trực tiếp tại các phiên đó. Còn sau đó thì nó đã tạo ra được một cái lượng người follower, những người mua, người ta gắn bó với từng cái nhà bán hàng và nó tạo ra được cái hiệu ứng lan tỏa. Cùng với các chiến dịch quảng bá sản phẩm OCOP kết hợp với du lịch nông thôn, hai bên cũng thí điểm chương trình hạt giống OCOP với mục tiêu xây dựng cộng đồng nhà bán hàng OCOP uy tín trên nền tảng. TikTok và TikTok Shop là một cái nền tảng mà trên đấy chúng tôi có hàng triệu người đang cung cấp các cái hàng hóa dịch vụ cho hàng chục triệu người sử dụng ở Việt Nam nói riêng. Chính vì thế thì chúng tôi có những cái bộ chính sách rất là chặt chẽ để kiểm soát những cái hàng hóa, những cái nhà bán đưa lên nó đúng pháp luật, cũng như là kiểm soát chặt chẽ những cái nội dung do những cái nhà bán hàng, những cái người bán mô tả về sản phẩm. Ở nền tảng của TikTok thì chúng tôi tạo ra một cái môi trường để người bán và những cái nhãn hàng đều có thể kể các câu chuyện và tiếp cận trực tiếp đến người mua hàng. Bước sang năm 2024, OCOP vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu của TikTok với các hoạt động đồng hành, đào tạo và hỗ trợ dài kỳ và sâu sát hơn nữa nhằm hỗ trợ doanh nghiệp địa phương phát triển kinh doanh trên nền tảng số. Đây sẽ là mốc tiếp theo hứa hẹn mở ra những kết quả tích cực hơn nữa, đóng góp vào sự phát triển kinh tế nông thôn, đồng thời tạo đà xúc tiến cho các giá trị văn hóa địa phương lan tỏa rộng khắp trong và ngoài nền tảng. Tín dụng xanh, trái phiếu xanh còn nhiều dư địa để phát triển. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất hiện nay là chưa có danh mục phân loại xanh làm căn cứ để triển khai. Vấn đề này đã được đặt ra tại hội thảo hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phát triển tín dụng xanh, trái phiếu xanh. Vấn đề cấp bách diễn ra ngày 3 tháng 4 tại Hà Nội. Của năm 2050,
đến hết năm 2023 đã có 47 tổ chức tín dụng phát sinh dư nợ tín dụng xanh, tăng 24% so với cuối năm 2022, chiếm tỷ trọng khoảng 4,5% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Các diễn giả đều cho rằng tín dụng xanh, trái phiếu xanh còn nhiều dư địa để phát triển. Chuyển sang xanh nó có hai việc. Một ấy là những cái cấu trúc nâu bây giờ ấy, ông phải giảm cái nâu đi và ông tăng cái xanh lên. Thì như thế là phải chuyển đổi công nghệ, phải chuyển đổi các cái điều kiện, chứ không phải bơm tiền cho nó để nó thay đổi. Cái thứ hai là ông phải chuyển sang là xanh hoàn toàn. Thế thì cả hai cái tuyến đấy đều đòi hỏi là cái nguồn tín dụng là thắt thường. Thì hiện nay là chúng ta chưa chuẩn bị cho cái đấy. Việc danh mục phân loại xanh cũng như tổ chức xác nhận xanh tới nay vẫn chưa được quy định rõ ràng là một trong những điểm nghẽn chính đối với phát triển thị trường tín dụng xanh và trái phiếu xanh ở Việt Nam. Trên thế giới hiện nay thì thông qua là sử dụng các cái tổ chức độc lập. Thế nhưng ở Việt Nam chúng ta thì liên quan đến cái việc là trong tương lai nếu như chúng ta có cái hỗ trợ tín dụng xanh và trái phiếu xanh từ phía cơ quan quản lý nhà nước thì lại cần có cái sự xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước để đảm bảo được là không có cái sự lợi dụng và sử dụng sai mục đích trong cái quá trình thực hiện cái yêu cầu này. Tại hội thảo, các đại biểu đều đồng thuận cho rằng đây là công việc không hề dễ dàng, không chỉ bởi khối lượng thông tin phải xử lý rất lớn mà các quy tắc phải rõ ràng, dễ tiếp cận để vừa khuyến khích nhưng cũng đủ chặt chẽ để tránh tẩy xanh, lợi dụng chính sách sử dụng sai mục đích yêu cầu. Hiện nhiều ngân hàng đã đồng loạt đưa ra gói vay mua nhà lãi suất ưu đãi chỉ từ 5 đến 6% một năm, áp dụng trong thời gian 6 đến 36 tháng đầu tiên. Nếu so với mức lãi suất tiết kiệm phổ biến kỳ hạn 12 tháng thì lãi suất cho vay hiện ngang hoặc cao hơn chỉ 1%. Đối với nhóm ngân hàng quốc doanh, hết thời gian ưu đãi, lãi suất thả nổi cho các khách vay cũ rơi vào khoảng 9 đến 10% một năm, còn các ngân hàng tư nhân vẫn neo ở mức trên 12% một năm. Nhóm ngân hàng này cũng đang áp dụng lãi suất cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh, vay tiêu dùng, vay mua nhà ở dao động mức 5 đến 7% một năm tùy kỳ hạn. Với nhóm ngân hàng thương mại, cổ phần lãi suất vay mua nhà được áp dụng trong khoảng 5 đến 6% một năm, hết thời gian ưu đãi, hầu hết lãi suất thả nổi và điều chỉnh định kỳ. Thống kê của Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn cho biết, hết quý 1 năm 2024, tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, hoạt động xuất nhập khẩu thông suốt, ổn định và tăng trưởng với hiệu suất thông quan cao. Tại hai cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh, lượng xe thông quan hàng hóa chiếm 90% tổng lượng phương tiện qua lại, với trung bình khoảng 1.000 xe mỗi ngày, cao điểm lên đến 1.200 xe mỗi ngày. Tổng kim ngạch mở tờ khai hải quan đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý, trong đó lượng hoa quả tươi xuất khẩu trong quý 1 năm 2024 đạt trên 900.000 tấn, tăng hơn 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoa quả tươi được xuất khẩu với các mặt hàng hàng hóa như thanh long, sầu riêng, dưa hấu, xoài, mít để duy trì ổn định hoạt động cửa khẩu. Các đơn vị liên quan và các lực lượng chức năng khu vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn đã tăng cường trao đổi hội đàm với phía Trung Quốc, thống nhất giải pháp cụ thể để giải quyết các vấn đề phát sinh, thống nhất các phương thức giao nhận hàng hóa đảm bảo hiệu quả, thông quan thông suốt. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương dẫn dự báo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA, tiêu thụ thịt heo toàn cầu dự kiến sẽ đạt 131 triệu tấn vào năm 2030, tăng 7,2% so với năm 2023. Tại Việt Nam và Hoa Kỳ, tiêu thụ thịt heo dự kiến tăng lần lượt là 28,3% và 11,7%. Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia có mức tiêu thụ thịt heo lớn nhất thế giới. Hiện nay, sản lượng thịt sản xuất trong nước mới đáp ứng được 95% sức tiêu thụ. Do vậy, lĩnh vực chăn nuôi vẫn thu hút được sự đầu tư từ cả nước ngoài và trong nước. Tiếp nối chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, từ nay đến cuối năm 2024, thành phố sẽ khởi công một loạt công trình giao thông trọng điểm. Đáng chú ý, trong số đó có dự án đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát Bắc qua sông Hồng, quy mô 8 làn xe, nối quận Bắc Từ Liêm với huyện Đông Anh, tổng mức đầu tư 8.300 tỷ. Thành phố cũng sẽ khởi công xây dựng cầu Vân Phúc với tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng. Bên cạnh đó là tuyến đường từ Mỹ Đình đến Bái Đính dài 92 km và dự án đường gom phía đông cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ dài 19 km. Điểm đầu tuyến tại huyện Thường Tín, điểm cuối tại vị trí đầu cầu chui đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ.